Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 11 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Trao tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho đồng chí Quan Ngọc Hoàng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang vì đã có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân trong tình huống nguy hiểm do mưa lũ gây ra. Huyện Hàm Yên để nhanh tiến độ xây dựng nhà ở theo đề án xóa nhà ở tạm, rột nát cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025. Vẫn còn tình trạng mất an toàn giao thông tại các bến đỏ ngang. Trong phần tin quốc tế, Liên minh cầm quyền chiến thắng bầu cử thượng viện Nhật Bản. Elon Musk và cuộc chiến pháp lý với Twitter. Chiều nay, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 23. Dự hội nghị có các đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành, các huyện, thành phố. Về dự thảo quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là khu di tích có ý nghĩa quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam. Vì vậy, việc quy hoạch cần có tính toàn diện, tái hiện lại những hoạt động lịch sử một cách sống động, gần gũi, sưu tầm hệ thống các tài liệu, vật chứng lịch sử, hiện vật, xây dựng các phim tài liệu gắn với di tích gốc, phát huy giá trị của di tích. Ra soát quy hoạch tổng thể, đồng thời các làng văn hóa, phát triển nông nghiệp gắn với phát triển du lịch. Các đại biểu cũng dành nhiều thời gian để tham gia vào dự thảo đề án nâng cao năng lực ngành y tế giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực ngành y tế, xây dựng, phát triển hệ thống y tế tỉnh Tuyên Quang từng bước hiện đại, có sự kết hợp hài hòa giữa y tế công lập và ngoài công lập, bảo đảm nâng cao năng lực ở tất cả các tuyến y tế trong hoạt động khám chữa bệnh. Nhiều ý kiến cho rằng, quan trọng nhất là chất lượng nguồn nhân lực và thu hút các chuyên gia ngành y giỏi đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Đề nghị rà soát nguồn nhân lực để có phương án đào tạo, rà soát chỉ tiêu các cơ sở y tế, đảm bảo tự chủ, bổ sung việc nâng cao chất lượng y tế dự phòng, năng lực tuyến y tế cơ sở, ứng dụng công nghệ số cho việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với dự thảo kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, yêu cầu xây dựng hồ sơ hiệu quả, đơn giản, dễ sử dụng, có lộ trình triển khai, tuyên truyền và hướng dẫn người dân hưởng ứng, sử dụng. Hội nghị cũng đã thông qua phương án ranh giới quy hoạch chung thị trấn huyện Lỵ Sơn Dương và thị trấn Vĩnh Lộc huyện Chiêm Hóa, điều chỉnh quy hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025. Sáng nay, thừa ủy quyền của Ban chấp hành Trung ương Đoàn, tỉnh đoàn Tuyên Quang đã trao tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho đồng chí Quan Ngọc Hoàng, đoàn viên chi đoàn cơ sở, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang vì đã có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân trong tình huống nguy hiểm do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh. 3 giờ sáng, ngày 29 tháng 6, Quan Ngọc Hoàng nhận được thông tin từ người thân đang học tập tại trường Trung học phổ thông Lâm Bình, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình. Mưa lớn, trường bị ngập tại khu vực ký túc xá, một số giáo viên nhà trường và hơn 100 em học sinh đang bị mắc kẹt. Không quản ngại nguy hiểm, vượt qua dòng lũ, Hoàng cùng với giáo viên nhà trường sơ tán bảo vệ các em học sinh tới nơi an toàn. Hành động đẹp của Hoàng đã thể hiện tinh thần quả cảm, trách nhiệm với cộng đồng. Cùng thư khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cũng được trao cho chiến sĩ Quan Ngọc Hoàng. Tuyên Quang hết sức là vinh dự khi mà có bạn đoàn viên Quan Ngọc Hoàng đã có một hành động đẹp, dũng cảm, cứu người trong cái lúc khó khăn, hoạn nạn và đã được Trung ương Đoàn đánh giá và trao huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm. Chúng tôi sẽ tuyên truyền và nhân rộng điển hình này để có thể có thêm nhiều bạn Hoàng, nhiều những hành động đẹp, cử chỉ đẹp của đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh. Tôi rất vinh dự được trao huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm. Đây cũng là động lực để cho tôi phấn đấu trong thời gian tới. Tôi hứa sẽ quyết tâm rèn luyện, học tập để xứng đáng là người chiến sĩ công an nhân dân. Với tinh thần dũng cảm, không quản ngại hy sinh,
cùng kiến thức kỹ năng được huấn luyện chuyên nghiệp. Hành động của binh nhì Quan Ngọc Hoàng đã tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Cũng trong sáng nay, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức trao giải cuộc thi báo chí tuyên quang chung sức xây dựng nông thôn mới lần thứ 10 năm 2021. Cuộc thi báo chí tuyên quang chung sức xây dựng nông thôn mới được tổ chức thường niên do Hội Nhà báo phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân tỉnh tổ chức. Đã có 106 tác phẩm của các tác giả đến từ 5 chi hội nhà báo và câu lạc bộ người làm báo cao tuổi trên địa bàn tỉnh tham gia ở 5 loại hình gồm báo in, báo hình, báo nói, báo ảnh, báo điện tử. Ban tổ chức đã chọn ra 40 tác phẩm để trao giải. Trong đó có 5 giải A gồm các tác phẩm báo hình, báo nói của nhóm tác giả đơn vị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Tác phẩm báo in, báo điện tử của tác giả đơn vị báo Tuyên Quang. Ban tổ chức cũng đã trao 8 giải B, 14 giải C, 13 giải khuyến khích và khen thưởng cho tập thể cá nhân có nhiều tác phẩm dự thi. Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh đã tiếp tục phát động cuộc thi báo chí tuyên quang chung sức xây dựng nông thôn mới lần thứ 11 và trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho các nhà báo có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển báo chí. Trong 3 ngày từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự lớp bồi dưỡng có gần 100 đại biểu trên địa bàn huyện Lâm Bình. Các đại biểu được truyền đạt trao đổi 5 chuyên đề chính là tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng nhân dân. Kỹ năng giám sát, thuyết trình, thảo luận, tranh luận. Kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về đất đai. Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu còn được trao đổi, giải đáp những khó khăn vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp cho các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lâm Bình củng cố, cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu dân cử, xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã khai mạc hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022. Trong thời gian 2 ngày, 504 chiến sĩ dân quân cơ động đến từ 18 đội thi của các xã thị trấn trong huyện Hàm Yên và đội dân quân cơ động của huyện tham gia thi các nội dung gồm điều lệnh, đồng diễn võ thuật, chiến thuật, bắn súng tiểu liên AK-71 và ném lựu đạn, chạy vũ trang 3.000m. Thông qua hội thao, góp phần nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ dân quân cơ động trong huyện để đáp ứng nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới. Đồng thời tuyển chọn trung đội dân quân cơ động có thành tích xuất sắc để thành lập đội tuyển đại diện cho huyện Hàm Yên tham gia hội thao trung đội dân quân cơ động cấp tỉnh năm 2022. Trong phần tiếp theo của chương trình, vẫn còn tình trạng bất an toàn giao thông tại các bến đỏ ngang. Elon Musk và cuộc chiến pháp lý với Twitter. Với mong muốn giúp các hộ nghèo có chỗ ở ổn định kiên cố, yên tâm lao động sản xuất vươn lên trong cuộc sống, huyện Hàm Yên đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở theo đề án xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025. Là hộ nghèo, qua giả soát, ngôi nhà của gia đình anh Dương Văn Sơn xuống cấp không đảm bảo để sinh hoạt. Gia đình anh đã được Bộ Công an hỗ trợ 50 triệu đồng. Ngôi nhà được xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng, nền cứng, mái cứng, vách cứng theo mẫu thiết kế. Chính quyền, đoàn thể địa phương cùng cán bộ chiến sĩ công an đã đến giúp san nền để xây dựng nhà. Anh Sơn rất vui và phấn khởi. Nhà nước thấy mình điều kiện khó khăn thì đã ủng hộ cho mình một cái nhà. Rất cảm ơn nhà nước và Bộ Công an đã đến ủng hộ làm cái nhà. Trên địa bàn huyện Hàm Yên trong giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn huyện giảm còn trên 21%. Đã có 1.477 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ giúp đỡ xóa nhà ở tạm, dột nát với kinh phí trên 56,7 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2022-2024, huyện đang đẩy nhanh tiến độ xóa 499 nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo, trong đó xóa 179 hộ nghèo là dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Trên cơ sở nguồn lực đã có, huyện ưu tiên thực hiện cho những xã về đích nông thôn mới trong năm 2022 và những hộ là người dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Hàm Yên. Gia đình tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đã giúp gia đình tôi có nhà ở, kiên cố, yên tâm sản xuất, ổn định đời sống. Gia đình tôi xin hứa sẽ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có thể nói các chương trình hỗ trợ
của Bộ Công an nói chung cũng như là hỗ trợ về nhà ở đối với các hộ khó khăn thì là một chương trình hết sức nhân văn và ý nghĩa. Và thực hiện cái chủ trương đó thì cấp ủy chính quyền đã vào cuộc rất quyết liệt vận động các hộ dân làm, và theo đó thì cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và chiến sĩ các lực lượng vũ trang tham gia cùng nhân dân lao động để giúp hộ gia đình xóa nhà tạm dồn nát, và đó thì tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế xã hội. Về sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự hỗ trợ của Bộ Công an, huyện Hàm Yên đang gấp rút hoàn thành đề án theo đúng lộ trình đề ra, từng bước góp phần giúp các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhằm tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh sạch đẹp, theo chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên đã đẩy mạnh cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình vườn mẫu. Qua đó không chỉ tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn mà còn nâng cao thu nhập cho người dân. Trang trại của bà Thắm được xã lựa chọn xây dựng mô hình điểm vườn mẫu trong chương trình nông thôn mới ở địa phương. Được xã hỗ trợ xi măng, tuyến đường bê tông dài hơn 200 mét này vừa được gia đình bà hoàn thành, sẽ tạo thuận lợi lớn trong việc chăm sóc thu hoạch sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, việc được hỗ trợ vay vốn theo nghị quyết 03 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản hàng hóa, sản phẩm ô cốp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 sẽ giúp gia đình bà có thêm điều kiện đầu tư, chỉnh trang cho khu vườn và chăm sóc cây theo hướng nông nghiệp sạch. Cái vườn cây của mình phát triển được năm nay là trồng được 7 năm, thì mình cũng phát triển theo cái hướng là sinh học. Để cho người dân, khi người ta sử dụng ấy thì người ta thấy là quả của mình nó đảm bảo, thì tự dưng cái thương hiệu mình khác có. Mình nghĩ là tương lai thì chắc chắn là cái thành quả nó sẽ đạt được như mình mong muốn. Năm 2021, gia đình bà Thắm là một trong những hộ đầu tiên của xã xây dựng mô hình vườn mẫu. Với diện tích hơn 4 hectare, chủ yếu các loại cây ăn quả như bưởi, mít, cam. Khuôn viên xung quanh vườn được bố trí hợp lý với hệ thống tưới nước tự động, giúp cho việc chăm bón, tưới nước cho cây trồng thuận tiện hơn. Vườn mẫu được xây dựng theo hướng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo hài hòa giữa cảnh quan môi trường. Bên cạnh sự chủ động, nỗ lực của gia đình, xã cũng tạo mọi điều kiện để chủ trang trại tiếp cận với các chính sách cơ chế ưu đãi của tỉnh. Ban nhân dân xã Đại Sơn đã hỗ trợ trang trại, đầu tiên là hỗ trợ xây dựng đủ đường bê tông vào khu vực sản xuất. Thứ hai là hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ lãi suất theo nghị quyết 03 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ạ. Hiện tại thì Ủy ban Nhân dân xã đang xây dựng trang trại nhà bà Thắm là trang trại vườn mẫu của xã, góp phần mang tính tuyên truyền mô hình sản xuất này lan rộng trên địa bàn xã. Thứ hai là cũng đang có hướng xây dựng trang trại là trở thành khu du lịch theo mang tính trải nghiệm. Việc xây dựng vườn mẫu không chỉ giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, mà còn góp phần quan trọng thay đổi phương thức sản xuất, cải thiện đời sống, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp. Xã đang phối hợp với các cơ quan liên quan, tiếp tục hỗ trợ phát triển nhân rộng mô hình để người dân khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, tạo ra nhiều sản phẩm giá trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình và từng bước xây dựng nông thôn mới ngày một bền vững. Năm 2022, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng đã được huyện Chiêm Hóa triển khai tổ chức khoa học hơn, qua đó đã thu hút được nhiều ý tưởng, mô hình sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn huyện tham gia. Xuất phát từ thực tế cuộc sống, nhóm tác giả Nguyễn Ly Kiều Linh và Hà Kim Minh, trường Trung học phổ thông Kim Bình đã đem đến cuộc thi mô hình hệ thống điều khiển khử khuẩn, thông gió và tự khởi động máy phát điện cho hệ thống trang trại chăn nuôi lợn. Mô hình nhằm tạo ra một hệ thống tự động hóa trong trang trại chăn nuôi lợn có quy mô vừa và nhỏ, có tính ứng dụng thực tiễn cao. Cuộc thi là sân chơi bổ ích, giúp các em học sinh trong nhà trường phát huy tính sáng tạo, học tập, trao đổi kiến thức cũng như rèn luyện kỹ năng của bản thân. Đến với cuộc thi này thì cháu đem đến cái sản phẩm là hệ thống khử khuẩn, làm mát và tự động khởi động máy phát điện cho trang trại chăn nuôi, đem lại những cái kiến thức tốt cho bọn em để có thể ứng dụng tạo nên những sản phẩm mới tốt hơn. Sau thời gian triển khai, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 50 sản phẩm. Các mô hình, sản phẩm dự thi có nhiều tính sáng tạo và có tính ứng dụng cao trong học tập, vui chơi giải trí, sản xuất và đời sống. Nhiều mô hình, giải pháp chất lượng được đầu tư rất công phu cho thấy cuộc thi đã được nhà trường và các em học sinh quan tâm hưởng ứng.
Đối với cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thì trong nhiều năm qua thì huyện Chiêm Hóa cũng là một đơn vị tổ chức khá là tốt. Tuy nhiên thì đến năm 2022 thì được triển khai một cách bài bản hơn. Từ việc triển khai kế hoạch cho việc thành lập ban tổ chức cũng như là ban hành những cái quy định quy chế liên quan đến cuộc thi, và từ đó thì có cái sự động viên khích lệ đối với lại các em thiếu niên nhi đồng tham gia cuộc thi sáng tạo. Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện Chiêm Hóa đã phần nào khuyến khích các em quan tâm đến nghiên cứu khoa học kỹ thuật, các vấn đề của cuộc sống, liên hệ kiến thức với thực tế. Đồng thời đây cũng là môi trường để học sinh giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động nghiên cứu khoa học. Những sản phẩm tốt sẽ được huyện Chiêm Hóa lựa chọn tham dự cuộc thi cấp tỉnh trong thời gian tới. Thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, các cấp hội phụ nữ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho hội viên phụ nữ và nhân dân, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Gần 30 năm gắn bó với công tác dân số, bà Thiều Thị Thủy ở tổ 3, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang thường xuyên đến các gia đình hội viên để tuyên truyền vận động chị em và nhân dân tham gia thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Những hiểu biết về kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn được tuyên truyền sâu rộng trong hội viên. Vì vậy mà 100% chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại. Thường xuyên vận động tư vấn cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, giãn cách khoảng cách sinh từ 3 đến 5 năm, thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Các cấp hội phụ nữ phối hợp với cán bộ dân số ở các trạm y tế xã phường tăng cường hướng dẫn cho chị em phụ nữ các biện pháp tránh thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Qua đó giúp cho chị em nâng cao sự hiểu biết và nhận thức được tầm quan trọng trong công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Thì đối với hội phụ nữ thì chúng tôi cũng đã xây dựng câu lạc bộ là không có người sinh con thứ ba trở lên. Thì những cái buổi mà sinh hoạt câu lạc bộ thì cũng thu hút được rất nhiều các cái cặp vợ chồng người ta là tham gia, đặc biệt là cũng rất là tích cực trong cái việc là tuyên truyền là về sinh đẻ có kế hoạch. Đối với hội phụ nữ thì sẽ tăng cường cái công tác tuyên truyền đối với lại hội viên phụ nữ để giảm tỷ lệ sinh con thứ ba đến với mức thấp nhất. Chủ đề Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm nay là Thế giới 8 tỷ người để hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người. Cần khai thác cơ hội và đảm bảo quyền lựa chọn cho tất cả mọi người. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đang thực hiện có hiệu quả công tác dân số, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Hiện nay tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, người dân hàng ngày vẫn di chuyển qua bến đỏ ngang, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao lưu buôn bán. Tuy nhiên, những bến đỏ này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Ghi nhận tại xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại bến đỏ ngang xã Xuân Vân trong sáng nay. Người dân đi lại qua chuyến đỏ ngang này đều không mặc áo phao. Ngay cả người lái đò, người hàng ngày đưa khách qua sông cũng như vậy. Tất cả đều để ngay ngắn như thế này. Tôi thì tôi cũng rất muốn, ví dụ như chủ đò có nhắc nhở thì tôi mới dám mặc chứ, treo đấy làm sao có dám tự lấy được. Và chỉ nhìn thấy phóng viên, chủ đò mới đưa áo phao cho hành khách. Liệu đây có phải là một sự đối phó? Trước đó tháng 3 vừa qua, ngay tại bến đò ngang này đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm làm hai người thiệt mạng. Hiện nay, ở đây là tuyến đò chính qua sông Gâm tại xã Xuân Vân, nơi có đông người của địa phương cũng như các xã đi lại hàng ngày. Tâm lý chủ quan, trời nắng nóng và mực nước thấp không nguy hiểm là những lý do mà chủ đò đưa ra. Mưa bão thì chuẩn bị áo phao cho hành khách mặc đầy đủ. Đây, trên phao vuông, phao tròn, áo đầy đủ hết. Nhưng mà theo quan sát của em thì có những chuyến là mình không có khách nào mặc và mình cũng không có hướng dẫn khách mặc áo phao thì chị nghĩ sao ạ? Thì mùa nóng với nước thì nó cạn, với mùa nóng quá khách họ cũng ngại mặc. Thế mình có nhắc nhở họ không ạ?
Có ạ, nhưng mà đôi lúc nước cạn quá thì thôi khách không mặc, nhưng mà cứ nước to là khách cho mặc hết. Trung bình mỗi ngày có hàng trăm lượt người và phương tiện di chuyển qua đây. Tâm lý chủ quan cũng như không chấp hành các quy định khi di chuyển qua các tuyến đò ngang như thế này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là vào mùa mưa bão như hiện nay. Sau đây là một số thông tin giá cả thị trường trong nước đáng chú ý. Sau khi tăng 3.000 đồng trên kg, thương lái tại Thái Bình hiện đang thu mua heo hơi với giá 68.000 đồng trên kg là mức cao nhất trên cả nước. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 63.000 đến 68.000 đồng trên kg. Thị trường khu vực miền Trung, Tây Nguyên tăng 2.000 đồng trên kg tại một vài tỉnh thành so với cuối tuần trước. Giá thu mua heo hơi ở khu vực này dao động trong khoảng 58.000 đến 63.000 đồng trên kg. Tại miền Nam, giá heo hơi nhích nhẹ một giá trong ngày đầu tuần. Mức giá dao động khoảng 54.000 đến 63.000 đồng trên kg. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam đánh giá xuất khẩu cá ngừ trong nửa đầu năm tăng trưởng rất tích cực. Xuất khẩu cá ngừ tháng 6 vừa qua đạt trên 91 triệu đô la Mỹ, tăng 43% so với tháng 6 năm ngoái. Lũy kế 6 tháng, xuất khẩu cá ngừ tăng 56%, đạt 553 triệu đô la Mỹ, chiếm gần 10% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Sản phẩm chủ lực vẫn là cá ngừ loin, cá ngừ cắt khúc đông lạnh. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định phê duyệt chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu của chương trình nhằm bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của làng nghề Việt Nam, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng cho các sản phẩm làng nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, bảo vệ cảnh quan, không gian và môi trường, xây dựng các khu dân cư, làng văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn bền vững. Chương trình đặt mục tiêu phần đầu đến năm 2030, khôi phục bảo tồn được ít nhất 129 nghề truyền thống và 208 làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một, thất truyền. Công nhận mới 213 làng nghề và 96 làng nghề truyền thống, phát triển khoảng 301 làng nghề gắn với du lịch, trên 80% làng nghề truyền thống hoạt động có hiệu quả. Tin quốc tế, theo kết quả kiểm phiếu cuối cùng mới được công bố, Liên minh Đảng cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Thượng viện tại Nhật Bản. Kết quả kiểm phiếu cho thấy, trong tổng số 125 ghế bầu lại lần này, Liên minh Đảng cầm quyền giành chiến thắng với tổng cộng 76 ghế, trong đó Đảng Dân Chủ Tự do LDP giành được 63 ghế, Đảng Công Minh 13 ghế, trong khi phe đối lập và Đảng còn lại giành tổng cộng 49 ghế, trong đó Đảng đối lập lớn nhất là Đảng Dân Chủ Lập Hiến chỉ giành được 17 ghế. Như vậy, tổng hợp với số ghế không được bầu lại thì Liên minh Đảng cầm quyền LDP Công Minh đang có 146 ghế trên tổng số 248 ghế, tăng 7 ghế so với trước bầu cử và tiếp tục chiếm đa số qua bán tại Thượng viện. Đảng LDP đã có kết quả tốt nhất kể từ năm 2013, trong khi đảng đối lập lớn nhất của Nhật Bản là Đảng Dân Chủ Lập Hiến phải chứng kiến số ghế giảm. Mặc dù Đảng Duy Tân Nhật Bản giành được nhiều số ghế hơn so với mức trước bầu cử, lãnh đạo Ichiro Matsui của đảng này cũng mô tả kết quả là thất bại, nói rằng đảng LDP đã giành được một chiến thắng áp đảo. Ngoại trưởng Anh Liz Truss ngày 10 tháng 7 thông báo sẽ tham gia cuộc đua kế nhiệm ông Boris Johnson làm lãnh đạo đảng bảo thủ cầm quyền và Thủ tướng Anh. Như vậy, ngày 10 tháng 7, Quốc vụ Khanh, Chính sách Thương mại, Bộ Thương mại Anh cũng đã tuyên bố sẽ tham gia tranh cử vị trí thủ tướng nước này, ngay sau khi ba quan chức cấp cao của Anh thông báo chạy đua để thay thế vị trí của Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ba quan chức cấp cao gồm cựu Bộ trưởng Y tế và Tài chính Sari Javid, tân Bộ trưởng Tài chính Zahawi mới chỉ đảm nhiệm vị trí này hôm 5 tháng 7, và cựu Bộ trưởng Y tế Jeremy Hunt, người về sau ông Boris Johnson trong cuộc chạy đua vào vị trí thủ tướng năm 2019. Ngày 7 tháng 7, ông Boris Johnson đã thông báo từ chức lãnh đạo đảng bảo thủ, đồng nghĩa với việc từ chức Thủ tướng Anh, trong bối cảnh nhà lãnh đạo này vướng phải hàng loạt vụ bê bối và đối mặt với làn sóng từ chức từ hàng chục thành viên nội các cấp cao. Đảng bảo thủ dự kiến thông báo lộ trình tìm người thay thế ông Johnson trong tuần tới. Ông Johnson sẽ vẫn tiếp tục vai trò lãnh đạo chính phủ Anh cho đến khi đảng bảo thủ bầu được lãnh đạo mới vào mùa thu tới. Ban lãnh đạo Twitter cho biết đã lên kế hoạch kiện giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla Mỹ, tỷ phú Elon Musk, để buộc người giàu nhất thế giới này phải hoàn tất thương vụ mua lại Twitter với trị giá 44 tỷ đô la Mỹ như đã thỏa thuận trước đó.
Thông tin trên được đưa ra sau khi vị tỷ phú Mỹ thông báo từ bỏ thương vụ mới Twitter với lý do công ty truyền thông mạng xã hội này đã vi phạm nhiều điều khoản trong thỏa thuận như từ chối cung cấp thông tin về những tài khoản rác và ảo trên nền tảng, sa thải nhiều lãnh đạo, điều hành cấp cao và khoảng 3% nhân sự chất lượng cao. Các chuyên gia dự báo, cuộc chiến pháp lý giữa hai bên sẽ kéo dài, trong khi Twitter hy vọng mọi thứ có thể kết thúc trong vài tháng. Cổ phiếu của Twitter đã lao dốc gần 5% trong phiên giao dịch cuối tuần trước, trong khi giá cổ phiếu của hãng xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk bật tăng 2,54%. Bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay 11 tháng 7, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu. Xăng E5 RON 92 giảm 3.103 đồng một lít, xăng RON 95 giảm 3.088 đồng một lít và các mặt hàng dầu cũng hạ từ 800 đến 3.020 đồng. Thông tin này được nhiều người dân và doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang mong chờ. Do giá xăng dầu thế giới đang có xu hướng giảm, nên xăng dầu trong nước ở phiên điều chỉnh ngày hôm nay cũng đã giảm theo. Thông thường mức giá xăng dầu mới được điều chỉnh 10 ngày một lần vào 15 giờ. Nhưng tại kỳ điều hành ngày hôm nay 11 tháng 7, giá công bố sớm hơn do hiệu lực giảm thuế bảo vệ môi trường áp dụng ngay từ 0 giờ. Với mức giảm hơn 3.000 đồng một lít đã đưa giá xăng về ngưỡng dưới 30.000 đồng trên lít. Đây là một tin vui đối với người dân. Nhiều người kỳ vọng giá xăng dầu giảm sẽ kéo theo giá một số mặt hàng tiêu dùng giảm theo, góp phần bình ổn thị trường. Giá xăng đã được xuống nên là thì mình phấn khởi hơn, đi lại đỡ tốn kém hơn. Sau đợt giảm này thì bọn em sẽ giảm được nhiều chi phí cho khách hàng hơn để phục vụ khách hàng vâng tốt hơn. Sau kỳ điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá xăng E5 RON 92 giảm 3.110 đồng về mức 27.780 đồng trên lít. Xăng RON 95 hiện có giá là 29.670 đồng, tức là đã giảm 3.090 đồng một lít, bằng với ngưỡng giá ở thời điểm giữa tháng 3. Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm. Dầu diesel là 26.590 đồng trên lít, giảm 3.020 đồng. Dầu hỏa có mức giá mới là 26.340 đồng, giảm 2.010 đồng. Và dầu ma rút cũng hạ về 18.920 đồng 1 kg, giảm 800 đồng. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu bán lẻ trong nước có 18 đợt điều chỉnh, với 13 lần tăng, 5 lần giảm. Mỗi khi giảm giá xăng dầu xuống thì đối với những người dân ấy thì đấy là một cái nhu cầu rất là cần thiết. Kỳ vọng rằng là sắp tới nhà nước sẽ điều chỉnh cái giá xăng dầu sẽ giảm xuống thì để cho người dân đỡ vất vả. Việc giá xăng dầu có mức giảm sâu trong đợt này được kỳ vọng sẽ tác động tích cực, góp phần bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát, giảm bớt khó khăn cho đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp ở trong nước cũng như ở Tuyên Quang. Những thông tin trong mục 60 giây cập nhật đã kết thúc chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự tiếp theo.